Hello các bạn. Hôm nay thì ngày 21 tây tháng 4. Mình được nghỉ bởi vì mình giới thiệu cho các bạn xem một cái buổi chợ sáng ở bên đây ra làm sao nha các bạn. Đây mình gặp người quen, nhỏ này làm công ty của mình đây. Nhưng mà toàn xì à? Nó có xăm banh nè. Người ta làm trong công ty mình mà nghỉ phép, các bạn nghỉ phép cũng giống mình. Đó, các bạn xem có khác gì ở Việt Nam mình chút nào không? Cái tình hình bệnh dịch ở bên đây nó cũng còn căng nha các bạn. Thì tình hình ngày 22 tây tháng 4. Ủa hồi nãy như mình nói nhầm bây giờ các bạn ơi. Ủa hồi nãy ngày 20 tây, ngày 20 tây. Hôm nay là ngày 21. 20 tây. Bên Đài Loan này tăng ca thêm mấy chục ca nhiễm virus nữa. Thịt cá đầy đủ, rau cải các thứ. Thật sự giờ mình đi đây mình cũng rất sợ mọi người ơi, rất sợ lây nhiễm mà mình biết đâu mà mình tránh. Thì người ta kêu là tránh tiếp xúc đông người, mà nếu mình tránh tiếp xúc thì mình đâu có quay mấy cái cảnh này cho các bạn xem được. Ở bên Đài Loan thì những cái đây là như khu chợ nhỏ nha, chợ nhỏ trong hẻm, chợ này như chợ tự phát ở ngoài dĩa hè vậy thôi. Đó, còn cái nhà lồng chợ nè, mình tới mình quay cái nhà lồng chợ mà cổ xưa, xưa lâu rồi, lâu lắm rồi. Trứng muối. Chà. Đây. Ê, mình quay các bạn xem đây là cái nhà lồng chợ này. Đó, cái bảng hiệu nhà chợ hoa quả trái cây gì để kìa. Đó, đây vô đó là thấy nó cũ xưa mà nó tối tăm lắm các bạn. Bởi vì dân trong đó người ta bán ít lắm. Bởi vì người ta thuê cái mặt bằng ở trước cửa nhà người dân người ta bán đỡ gì trong ngày ngày, còn trong đó mất ký hợp đồng hàng năm hàng tháng gì đó, thành ra mà buôn bán khách nó cũng ít vô, cũng có bán mà đều bán những cái gì đâu không à. Ở ngoài này bán những cái mặt hàng ăn uống, quần áo, thực phẩm, dâu tây, đậu, không phải dâu tây thì dâu tầm. Những cái cảnh gì giống cái cảnh bên Việt Nam mình không? Có khác gì đâu. Còn các bạn cũng biết rồi đó, còn cái món những cái nói về ẩm thực ở bên Đài Loan thì cũng không có thua kém gì đâu, vừa đẹp mắt mà vừa phong phú nữa. Tuy mình ăn không quen thôi nè, các bạn thấy không, tôi gói những cái gì đâu. Dâu tây gói ở trong ngoài bột. Mình chưa từng ăn luôn các bạn ơi. Nước ép hạnh. Hành này uống có vệ sinh không mọi người?
mình thấy nó xem nguyên vỏ mình thấy hơi thấy ớn. Đây cũng có một cái khu chợ ẩm thực ăn uống nhưng mình đã cũng rất là lâu rồi. Các bạn thấy không? Để mình vô mình quay cho các bạn xem. Đây. Đây cái khu này là cái khu ẩm thực ăn uống nè, nhưng mà nó cổ xưa quá rồi không ai sửa sang này chứ. Đó. Đó bên kia cái gì nè. Rồi mình đi ra. Bán rất là lâu đời rồi, bởi vì cái khu trong này nó cũ, nó không ai tu sửa gì hết, những cái người mà đang quản lý chợ, ban quản lý chợ, công ty gì đó nó không có sửa sang, đó, các bạn thấy không? Cái món ẩm thực nói gì là rất là nhiều. Đó, mình tự gấp thôi các bạn. Cơm hộp, ở đây là cơm hộp. Đây, gói há cảo này, xỉ chèo. Cái ngã tư này bán rau cải rồi kìa. Ngoài kia thì nơi bán những cái nơi những cái tiệm bán thức nước uống. Cái cây thì các bạn thấy cũng đâu có khác bên Việt Nam phải không? Gần cái khu này nó im lắm các bạn, bởi vì cái khu chợ bán vào buổi sáng là dành riêng buổi sáng, còn buổi chiều riêng buổi chiều. Còn ở đây nó có chợ đêm thì nó có theo ngày tháng trong từng giống như ở các cái khu mà chợ lớn vậy đó, mà ở đây là nhỏ thôi. Bán nón bảo hiểm, nón bảo hiểm giá rẻ cũng như là nó không có phải là chính hãng gì đó. Hôm nay là mình được nghỉ vào ngày hành chính, mình mới quay được các bạn xem. Còn những ngày mà thứ bảy chủ nhật thì hầu hết người ta cũng nghỉ bớt, thành ra không có quay các bạn xem những cái khu chợ mà nhộn nhịp của cái khu mà nhỏ như vậy. Còn qua cái đợt bớt cái đợt bệnh dịch này rồi á, mình có đi những cái khu được chợ lớn, thành phố lớn ở bên đây á, mình cũng quay cho các bạn xem. Mình quay cho các bạn xem cá tôm này. Đây, ngũ cốc các thứ.
Gạo bên đây nó rất là nhiều loại nha. Quá xá nhiều luôn. Hạt này hạt kia, ngũ cốc, bo bo gì đủ thứ hết. À, những cái người dân người ta trồng hoặc là người ta mua đi bán lại, người ta thuê những cái mặt bằng ở trước cửa như vậy đó. Đây mình quay cho các bạn xem cái con cá đó là dành để bán cá ăn sống đó các bạn. Cá sống thứ bên Nhật nó bán đó. Cái người cạo cạo đó. Mình qua đây cũng mình ăn được hai lần ăn cá sống hay chấm bồ tạc rồi các bạn. Ăn rất là sợ mà đều ăn thấy cũng ngon. Tới cái đoạn này là cái đoạn xuất phát của mình hồi nãy rồi, cái này là bớt khách rồi thấy không. Quay lại các bạn xem. Cái khu chợ này là hẻm nhỏ đó. Thì thôi hôm nay mình chỉ chia sẻ có bấy nhiêu đó cho các bạn cùng biết thôi ha. Các bạn nào ở Việt Nam thì chưa biết rồi, còn các bạn qua đây thì thôi biết nhiều rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo của mình nha.